Chúng ta sẽ cùng nhau kết xuất hình nào các bạn. Hiệu ứng dùng nhiều quá rồi, cũng nhàm. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kết xuất hình. Nhưng đầu tiên, chúng ta sẽ cho phối cảnh này thực sự đẹp hơn. Tôi di chuyển trỏ chuột về phần hiệu ứng. Các bạn chọn qua hiệu ứng camera và chúng ta chọn phần Two Point Property. Ở đây chúng ta chỉ cần tăng phần này cao nhất có thể để phối cảnh chúng ta trông đứng hơn và đẹp hơn. Tôi tăng lên. Các bạn thấy không ạ? Tôi sẽ giảm đi và tăng lên. Trông đẹp và đứng đắn hơn rất nhiều. Ngoài ra để bức hình đẹp hơn và tập trung hơn, chúng ta làm như sau. Tiếp tục di chuyển ở phần Effect. Các bạn chuyển qua tab cuối cùng và chúng ta chọn phần này. Bây giờ tôi bấm chọn. Các bạn để ý thấy ngay rằng tấm hình chúng ta có một cường độ tập trung nhất định. Bốn viền này đã đen đi một chút và ảnh đã tập trung vào khối công trình của chúng ta. Để chỉnh, các bạn có thể kéo cường độ ở đây cao lên hay giảm xuống. Ở đây chúng ta có phần biên mềm, tức là nhòe mờ bên trong. Vẫn có màu đen mà thôi. Thôi tăng lên và giảm đi. Rất đơn giản và dễ hiểu phải không nào? Không còn gì dễ dàng và tuyệt vời hơn nữa. Bây giờ tôi chỉnh tương quan như thế này và chúng ta sẽ cùng nhau kết xuất một tấm hình. Các bạn có thể chỉnh lại khẩu độ ống kính sao cho hợp lý nhất. Ok, tôi đồng ý với cách này. Tôi sẽ xuất một tấm hình dạng poster khổ lớn để kiểm định chất lượng. Tôi bấm vào. Bây giờ chúng ta sẽ lưu. Tiếp theo tôi nhấn save. Và các bạn chờ trong giây lát, chúng ta sẽ cùng nhau review. Với một tốc độ kết xuất tuyệt vời như thế này thì tôi nghĩ rằng các bạn có thể ngồi lăn chuột và nghe nhạc. Sau khi nghe xong một bản nhạc, chúng ta có thể lấy hình. Đã xong rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau review thôi. Các bạn chờ tôi trong giây lát, tôi sẽ bật lên. Đây là tấm hình của chúng ta, rất lớn và khá ổn áp. Tấm hình này nặng 126 MB. Tôi nghĩ rằng các bạn có thể in bạt khổ lớn hay chạy một đồ án một cách dễ dàng. Với độ phân giải như thế này thì không bao giờ có trường hợp vỡ hạt hết. Bây giờ các bạn có thể tự tin nói đồ án chỉ là chuyện nhỏ đúng không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.